Thưa quý vị và các bạn, các khảo sát thực tế của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam được đánh giá là rất lớn và khoảng từ 20-30% tổng năng lượng tiêu thụ. Do vậy, cần có nhiều hơn nữa những giải pháp hữu ích nhằm tiết kiệm điện các nhà xưởng của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Hiện nay, đang bước vào những ngày nắng nóng cao điểm của mùa hè năm 2024, nhu cầu về điện đã tăng mạnh. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, cần xây dựng hệ thống quản lý năng lượng nhằm kiểm soát và duy trì các biện pháp tiết kiệm năng lượng đã có. Đơn cử tại doanh nghiệp này, thời gian qua đã nghiên cứu áp dụng tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng phù hợp với môi trường. Với những môi trường ẩm, dễ đọng sương sẽ gây chập cháy và hư hỏng đèn. Vì vậy, đối với môi trường này, cần lắp đặt các thiết bị có cấp độ chỉ số chống bụi, chống nước, cấp độ IP. Ở môi trường có nhiệt độ cao thì sử dụng đèn có khả năng tản nhiệt tốt, chịu được nhiệt độ cao. Và đối với những môi trường nhiều bụi hoặc dễ cháy nổ thì lắp đặt các thiết bị đáp ứng đủ điều kiện do cơ quan phòng chống cháy nổ đưa ra để đạt được sự an toàn khi sử dụng. Hệ thống chiếu sáng của doanh nghiệp thay thế đèn CFL hay còn gọi là đèn huỳnh quang compact cũng đã tiết kiệm khoảng 60-80% năng lượng. Ngoài ra, việc mở rộng hệ thống cửa sổ, tận dụng ánh sáng tự nhiên cũng giúp doanh nghiệp này giảm mức tiêu thụ điện cho chiếu sáng từ 10-20% mỗi năm. Công ty đã thuê các tư vấn về đánh giá cái tình sử dụng tiết kiệm năng lượng. Và thời gian vừa qua công ty cũng đã lắp đặt thêm các biến tần cho những cái động cơ và thay toàn bộ cái bóng đèn huỳnh quang bằng bóng LED. Đấy, ngoài ra thì cũng đã nâng cấp nhà xưởng rồi là văn phòng sử dụng ánh sáng ngoài trời nhiều hơn. Thì hàng tháng thì công ty đã tiết kiệm được khoảng tầm 2-4% điện hàng tháng. Với nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm là vấn đề sống còn, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, được sự hỗ trợ, hướng dẫn của ngành điện, doanh nghiệp ngành nhựa này cũng đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tiết kiệm điện, như chủ động thuê tư vấn để đánh giá thiết bị sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, lắp thêm biến tần cho các động cơ từ 7,5 kW trở lên để giảm điện năng tiêu thụ, cải tạo lại nhà xưởng, tận dụng ánh sáng tự nhiên, thay bóng chiếu sáng sang bóng đèn LED. Bên cạnh đó, còn xây dựng các quy định về tiết kiệm điện, giao chỉ tiêu cho từng phân xưởng, bộ phận. Kết quả tiết kiệm điện được xem là một tiêu chí để đánh giá thi đua. Chúng tôi đầu tư công nghệ mới để thay thế những thiết bị cho nó phù hợp. Cái thứ hai là chúng tôi đào tạo người lao động để nâng cao các cái quy trình sản xuất và đào tạo việc công nhân nhận thức được cái vai trò và tiết kiệm điện để phục vụ cho cái công tác sản xuất cũng như là tiết kiệm chung cho cái việc mục tiêu tiết kiệm điện quốc gia. Theo thống kê hiện nay, các hệ thống điều hòa tiêu tốn một lượng điện năng tương đối lớn. Lời khuyên từ các chuyên gia là chỉ sử dụng điều hòa trong khu vực nhà máy, nhà xưởng khi cần thiết và để ở chế độ làm mát từ 27 độ C trở lên, tắt máy điều hòa trước khi nghỉ làm việc ít nhất 30 phút. Đối với doanh nghiệp này, việc vệ sinh bảo dưỡng máy điều hòa được lên lịch định kỳ nhằm làm sạch bụi bẩn bám và tích tụ lâu ngày trên bề mặt giàn nóng, giàn lạnh, lưới lọc, làm trở ngại cho việc trao đổi nhiệt, dẫn đến chậm làm lạnh và tiêu tốn điện năng sử dụng. Hệ thống điều hòa không khí sử dụng tại khu vực nhà máy, nhà xưởng của doanh nghiệp cũng đã được tắt lúc nghỉ trưa trong thời gian dài và kết thúc ca làm việc. Lắp đặt hệ thống cảm biến nhiệt độ để cảnh báo nhiệt độ trên hoặc dưới mức nhiệt độ quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp còn chủ động tạo nguồn điện tại chỗ bằng việc đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái các khu văn phòng, nhà xưởng nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện và tiết kiệm chi phí. Cuối năm 2022, đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái và tổng công suất đầu tư là 560 kW trên giờ. Và cái nguồn điện chúng ta đã sử dụng được để cung cấp nhà máy được chiếm khoảng 2%, thì một phần đã đáp ứng được cái nhu cầu của sản xuất, đặc biệt thời điểm cao điểm thiếu điện. Hệ thống điều hòa chúng ta luôn luôn cài đặt độ 26 độ để giảm thiểu một nguồn điện, và hệ thống chiếu sáng thì hoàn toàn chúng tôi sử dụng bằng đèn LED đấy, để tiết kiệm giảm điện tối đa ở trong sản xuất. Bên cạnh những mô hình giải pháp nêu trên, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiết kiệm điện năng đến từng cán bộ nhân viên để nêu cao tinh thần thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan và gia đình. Việc thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm điện tại nhà máy và nhà xưởng sẽ góp phần không nhỏ trong việc giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời góp phần đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp rất mạnh trong vấn đề là quản lý về năng lượng này, cải tạo theo thiết kế lại tất cả các hệ thống nhà xưởng cũng như là hệ thống các nhà văn phòng để lắp đặt làm sao đó để hưởng được những cái hệ thống hút gió tốt nhất để lưu thông khí, đồng thời và lấy được cái ánh sáng năng lượng của mặt trời để làm sao đó được tiết kiệm được cái năng lượng điện tiêu thụ cho nhà máy.
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ mang lại những lợi ích kinh tế trực tiếp cho chính doanh nghiệp mà còn góp phần làm giảm nhập khẩu năng lượng, tiết kiệm nguồn tài nguyên quốc gia, giúp giảm phát thải khí nhà kính, duy trì môi trường bền vững. Đồng thời, cũng là cách để doanh nghiệp thể hiện sự chủ động trong việc thực hiện các trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng quốc gia và đảm bảo những cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26.